Con xin chào thầy Nguyễn Đức Trường, con chào quý thầy cô. Con chào phụ nữ nhân loại Việt Nam. Con tên là Lê Thủ Khen, năm nay con 7 tuổi. Con ở lớp IC, trường đại học Phú Châu. Con là học đọc sách 36 mốc của học nhân loại Việt Nam. Ba thử nói với con là yêu tả trong thực và tự tin mong mọi người cổ vũ cho con. Nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, con xin phép được đọc bài thơ Mẹ chỉ nhẹ nhàng thôi của thầy Nguyễn Đức Trường, chủ tịch học viện nhân loại Việt Nam, gửi tặng mẹ kính yêu của con. Con chúc mẹ vui khỏe, mạnh khỏe, hạnh phúc. Con xin phép được đọc bài thơ Mẹ chỉ nhẹ nhàng thôi. Nếu con là một cây, giữa mẹ chính là đất, vòng ôm của mẹ ấm như ánh nắng mặt trời, còn lời ru của mẹ tựa tiếng thở của đêm. Nhớ mẹ cất lên em lên là gió mát như cơn mưa nhỏ hạt vuốt nhẹ lá mầm non, và những lời mẹ khen và cái nhìn âu yếm là chẳng khi nào lớn tiếng. Mẹ chỉ nhẹ nhàng thôi, như những áng mây trôi trôi trên đầu cây mãi. Con cảm ơn mọi người đã lắng nghe.